hôm nay là 22 tháng 1 thì còn đúng 8 ngày nữa là chúng tôi sẽ thực sự chia tay với thầy cô, là về nghỉ hưu thì chưa được, và cũng rất là cảm động với những tình cảm mà các thầy cô tổ toán đã dành cho chúng tôi. Thực sự như vậy thì cô xin chào ta. Nhưng mà thực sự thì cuộc vui nào thì cũng càng gần nhau và xa nhau, đó là quy luật của tạo hóa. Và như vậy thì bánh xe tạo hóa cũng sẽ dần, và ai cần cho đến đức tuổi nghỉ hưu và chúng tôi cũng vậy. Nhưng mà dõi theo cái quá trình hình thành và phát triển của tổ toán cũng như là thầy Hoàng đã nói, thì chúng tôi cũng thấy rằng là các thầy cô đã thực sự trưởng thành và có nhiều cái phải nói rằng là sự đóng góp của thầy cô rất là lớn trong cái quá trình mà phát triển về cái chuyên môn của quận nhà, đặc biệt là cái đội ngũ học sinh giỏi của bộ môn toán càng ngày càng phát triển, và ở nhiều từ máy tính cầm tay cho đến cái phần mà các em thi học sinh giỏi cũng như là chất lượng bộ môn toán càng ngày càng phát triển. Như vậy đó là điều mà chúng tôi là những người quản lý chuyên môn của phòng giáo dục rất là hạnh phúc. Và trong cái trong đợt này á, thì cũng là có bổ sung thêm, cũng xin giới thiệu thêm là trong bộ môn toán chúng ta cũng có sự hiện diện của thầy Minh Hồng, sẽ là thành viên của mạng lưới chuyên môn. Tôi xin giới thiệu thầy Hồng ạ. Thầy Hồng đứng đây ạ. Nhà thầy Hồng ở trường trung học cơ sở An Phú Đông, cũng là một giáo viên tiêu biểu, là một nhà giáo được công đoàn giáo dục thành phố vừa ghi nhận với danh hiệu là trái tim người thầy. Cũng xin một lần nữa chúc mừng thầy ạ. Tiếp theo thì chúng tôi một lần nữa thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ là tiếp lời của thầy Hoàng, cũng là những người sẽ rất rời xa buộc giảng, và cũng sẽ kính chúc các thầy cô thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và giờ phút này đây tâm trạng chúng tôi cũng rất là khó diễn tả được, và chúng tôi nghĩ rằng là chỉ cần nói một câu thôi: nơi ta ở là nơi đất ở, nơi ta đi đất cộng hóa tâm hồn. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả những tình cảm đó của chúng tôi sẽ được lưu mãi, giữ mãi trong tâm hồn của thầy cô, dù ở phương vị nào và ở đâu, chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng với thầy cô. Chỉ cần tới cái là thầy Hoàng, cô Lệ sẽ có mặt để hỗ trợ với thầy cô rất nhiều. Xin cảm ơn thầy cô. Dạ, cũng xin mời cô với thầy Hoàng nắng lại sân khấu chút xíu ạ. Một lần nữa thì không biết nói gì hơn, thì hội đồng bộ môn toán của quận 12 cũng có bó hoa tươi thắm cũng như một phần quà để gửi đến tấm lòng của các thầy cô, gửi đến hai thầy cô và thầy, như là một cái sự tri ân sâu sắc nhất về những cái công ơn mà các thầy cô đã gây dựng và kiến tạo thành cái hội đồng của môn toán như hiện tại của quận 12 ngày càng vững mạnh và ngày càng tiến xa hơn nữa. Dạ, sau đây xin mời cô Nga. Dạ, xin mời thầy Hoàng lên sân khấu luôn ạ. Dạ, sau đây xin mời thầy Thông gửi hoa và quà cho